Câu 5, đề 1, thực chiến đề lý. Ở bốn nơi trên trái đất thì hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động bình hòa với cùng biên độ. Gọi M1, F1 và M2, F2 lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo bề cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết M1 cộng M2 bằng 1,2 kg. Và 2F2 bằng 3F1, giá trị của M1 là. Thì ở đây đầu tiên ta có này, độ lớn lực kéo bề cực đại nó được tính bằng công thức F bằng gì nhỉ? MG nhân với sin alpha 0 đúng không? Với alpha 0 là biên độ góc. Mà hai vật này đang dao động với cùng biên độ đúng chưa? Thì ta suy ra F1 trên F2 chính bằng M1 trên M2. Mà thay tỷ lệ vào nó sẽ là 2 phần 3 đúng không các em? Thì mà ta có này M1 cộng M2 bằng 1,2 kg. Thì giải hệ hai phương trình này ta sẽ suy ra được M1 nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 0,48 kg đúng chưa? Thì tương ứng với nó là 480 g. Vì vậy ta cho đáp án C. Rồi, chúc em học tốt.